Cơ quan thông tin thuộc Hội đồng hành chính nhà nước Myanmar ngày 16 tháng 9 ghi nhận số nạn nhân tử vong vì lũ lụt ở nước này đã tăng lên 226 người, ngoài ra vẫn còn 77 người khác đang mất tích. Theo cơ quan này, lũ lụt đã ảnh hưởng nặng nề đến hàng chục thị trấn trên khắp đất nước Myanmar. Các cảnh quay trên không cho thấy nước lũ đang nhấn chìm nhiều vùng đất rộng lớn xung quanh thủ đô To, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các khu vực và bang bị ảnh hưởng bao gồm cây Keyin, Bago, Magway, Mandalay, Mon, Tan, Ayeyarwady. Tổng cộng có 438 nơi trú ẩn đã được thiết lập cho các nạn nhân lũ lụt. Tính đến ngày 16 tháng 9, lũ lụt cũng đã làm hư hại 2.116 ngôi nhà, 117 tòa nhà, 1.040 trường học. 386 cơ sở tôn giáo và nhấn chìm khoảng 260,2 hecta cây trồng. Mưa lớn do bão Iaji gây ra và áp thấp sâu ở vịnh Bengal là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lũ lụt lan rộng ở Myanmar.